Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại. Như vậy cái tính chất thứ tư là tính chất phản ánh thông qua cái hồ sơ, và cái sự phản ánh trong hoạt động hành chính này nó sẽ dẫn đến cái việc là các nhà quản lý về hành chính thường có xu hướng là tăng các cái thủ tục, và thứ hai hoặc là tìm kiếm những cái thủ tục mới để thay thế. Và cái phương án tốt nhất là chúng ta sẽ tìm kiếm những phương án thay thế nó tiện lợi hơn, nó chính xác hơn. Giống như kiểu chúng ta có hệ thống dữ liệu khai thác chung và nó sẽ tiện lợi cho công tác hành chính. Ở sắp tới đây chúng ta sẽ có rất nhiều các loại dịch vụ hành chính sẽ được số hóa, và nó sẽ làm cho cái công tác hành chính của chúng ta trở nên tiện lợi, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, vừa nó vừa nhanh chóng vừa tiện lợi và hiệu quả. Thí dụ như xác định nhân thân của chúng ta thông qua cái cổng dữ liệu về về dân số quốc gia. Trên đó chúng ta tìm kiếm được các cái thông tin về họ tên rồi các cái địa chỉ. Và chúng ta tích hợp được rất nhiều các cái công cụ hành chính ở trên đó. Và có lẽ một ngày không xa thì chúng ta sẽ có khả năng là đi tàu xe hoặc là đến các cái cơ sở, chúng ta không phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân dân hay là thẻ căn cước, hộ chiếu như trước đây, mà có thể ở một số cái đơn vị chúng ta sẽ xác định nhân thân bằng việc truy cập vào hệ thống dữ liệu cá nhân thông qua các cái thiết bị được kết nối bằng công nghệ số. Thí dụ như chúng ta sẽ chỉ cần đặt bàn tay để chúng ta xác định chúng ta là ai, nếu như chúng ta mất các loại giấy tờ thông thường. Và cái sự phản ánh này nó sẽ tiện lợi hơn, nó sẽ chính xác hơn. Nó chỉ có một yêu cầu là chúng ta phải có thiết bị kết nối và chúng ta sẽ phải có đường truyền. Vâng. Đó là chúng ta nói đến cái đặc trưng về phản ánh. Và đặc tính cuối cùng là đặc tính về tính bắt buộc và chế tài trong các quy định về hành chính. Tính bắt buộc và chế tài này là để hỗ trợ cho cái việc là thực hiện các cái quy định một cách có hiệu quả, một cách có hiệu quả. Nó sẽ giúp cho cái công việc của chúng ta trở nên hữu hiệu hơn. Chúng ta lấy ví dụ như để tăng cường cái sự an toàn đối với công dân, thì nhà nước có quy định là những người tham gia giao thông trong lĩnh vực xe hai bánh thì phải được bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Nếu người nào không chấp hành thì sẽ bị án phạt, và phạt hành chính trong cái trường hợp này là sẽ phải nộp phạt tối thiểu là 150.000 nhỉ ạ. Đây là một cái yếu tố bắt buộc chế tài để hỗ trợ cho cái việc là thực thi cái việc đội mũ bảo hiểm bắt buộc khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe gắn máy. Nếu như không có các chế tài như vậy thì hiển nhiên là cái tính bắt buộc nó sẽ khó có khả năng để thực hiện. Kể cả có cái chế tài thì cái việc chấp hành vẫn còn chưa tốt, chứ chưa nói là không có tính bắt buộc. Nếu chỉ kêu gọi bình thường thì sẽ không tốt ạ. Hoặc giả như chúng ta nêu một quy định là sinh viên trong quá trình học tập nếu như không chấp hành đúng các quy định của nhà trường thì sẽ bị phạt hành chính hoặc là cao nhất là buộc thôi học. Lấy ví dụ như trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, nếu sinh viên trong quá trình học tập mà tự ý bỏ thi trong một kỳ thì sẽ bị đình chỉ học tập. Ví dụ như là các bạn đăng ký học tập là kỳ này là đăng ký 4 môn, nhưng mà cuối kỳ thì không tham gia thi. Thứ nhất là không tham gia thi thì chúng ta không có điểm. Thứ hai là chúng ta sẽ phải mất tiền. Nhưng đối với trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh thì nếu đối với sinh viên mà vi phạm kỷ luật, coi thường về quy định như vậy thì nhà trường sẽ buộc sinh viên đó phải nghỉ học. Nếu giả sử các bạn mà đăng ký rồi không thể thi được thì phải xin phép. Còn nếu không xin phép thì nhà trường sẽ cho là vi phạm và ý thức kỷ luật không cao, trong trường hợp đó thì sẽ đuổi học. Những sinh viên mà đến hạn đăng ký
mà không đăng ký thì trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là không cho sinh viên đăng ký, và sinh viên đó sẽ phải học ở một cái kỳ khác. Ngược lại ở trường Đại học Vinh thì nếu sinh viên trong thời hạn đăng ký mà không đăng ký thì quá hạn sinh viên muốn học thì sẽ được đăng ký lại. Tuy nhiên mỗi một học phần như vậy thì sẽ phải nộp phạt 50.000. Như vậy với một môn học 3 tín chỉ, sinh viên mà đăng ký không đúng theo quy định thì sẽ bị phạt hành chính là 150.000. Nếu giả sử trong kỳ đó sinh viên không đăng ký 6 môn thì sẽ phải nộp phạt, ngoài phí sẽ phải nộp cái tiền phạt là 900.000. Đó là các yếu tố để dạy, yếu tố mang tính chất tài để định hướng các hành vi của các cái đối tượng sao cho nó phù hợp với các quy định. Bởi vì cái việc mà phá vỡ các cái quy định, việc mà không chấp hành các cái thời gian cũng như là dạy các tiêu chí của quy định thì nó sẽ làm cho hệ thống của chúng ta bị rối loạn và tính hiệu quả của nó không cao. Vì vậy cho nên là khi ban hành các quy định hành chính thì chúng ta sẽ phải đi ban kèm với các quy định về chế tài. Nếu các biện pháp chế tài này mà bỏ trống thì rõ ràng là tính hiệu quả của công tác hành chính không cao. Vấn đề quan trọng là gì ạ? Là các cái chế tài này, nó thứ nhất là nó phải phù hợp với luật pháp, có nghĩa là gì ạ? Là trong cái khuôn khổ chúng ta được phép thực hiện. Thứ hai là chúng ta phải tính toán cái khả năng thực thi. Cái khả năng thực thi thì bao gồm những vấn đề gì ạ? Hôm trước thì chúng ta cũng đã thi một vấn đề này rồi đó. Tính khả thi nó phải được bắt đầu từ cái việc là các quy định của chúng ta nó phải phù hợp với thực tế, tức là có cái cơ sở khoa học để đưa ra các quy định đó theo các cái mục tiêu mà chúng ta đề ra. Thứ hai là các cái mục tiêu đó phải có khả năng để thực hiện được trong thực tiễn theo cái quy định của chúng ta, và có nghĩa là có điều kiện để đảm bảo cho việc thực thi các cái công việc đó. Thứ hai là có cái thời hạn hợp lý để thực thi các cái công việc đó, và thứ ba là đảm bảo các cái điều kiện hỗ trợ cho cái việc thực thi các cái công việc đó. Và thứ tư là gì ạ? Là nó phải phù hợp với luật pháp, phải phù hợp luật pháp. Như vậy là từ cái quá trình xác định mục tiêu cho đến gì ạ? Cho đến là các cái điều kiện để thực hiện, thì tất cả những điều kiện đó là phải có khả năng để thực hiện được, để thực hiện được. Còn nếu như mà các quyết định mà nó không phù hợp với thực tế về mặt thời gian, về mặt luật pháp, về mặt các điều kiện để thực hiện, thì cho dù chúng ta có mong muốn bao nhiêu đi chăng nữa thì khả năng thực hiện cũng không thành công. Thì đó là một cái yếu tố của vấn đề là khi chúng ta ban hành các quy định và các chế tài. Nếu như các quy định không có khả năng thực thi thì chúng ta không nên ban hành. Bởi vì nếu chúng ta ban hành các quy định mà không có khả năng thực thi thì nó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng phục vụ chúng ta, và cái quan trọng hơn là nó còn làm cho chúng ta gì ạ? Mất uy tín trước khách hàng, trước xã hội, trước các đối tượng quan tâm. Nó cũng làm cho hệ thống của chúng ta bị rối loạn, và hình ảnh của chúng ta trong cán bộ công nhân viên, trong khách hàng, trong xã hội là bị giảm thấp. Bởi vậy cho nên là khi đưa ra các quy định thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái việc là cái khả năng thực hiện để chúng ta ban hành, và nếu nó không có khả năng thực hiện thì tốt nhất là chúng ta sẽ không ban hành các quy định này. Đấy là cái yếu tố thứ năm, hay còn gọi là cái đặc tính thứ năm. Và với những cái đặc tính căn bản này thì chúng ta sẽ giải thích được tại sao công việc hành chính lại thường là có chất lượng không cao. Tại sao công việc hành chính lại đòi hỏi những người thực thi công việc phải bám sát theo các yêu cầu và không được bỏ qua hay không được sáng tạo trong cái quá trình xử lý công việc. Nó cũng giải thích cho việc là tại sao người ta có xu hướng là thay đổi các quy định và
và tăng các yếu tố để làm cho sự phản ánh trở nên chính xác, và cũng lý giải cho cái việc tại sao các quy định hành chính thường ban kèm với các quy định liên quan đến gì ạ? Xử phạt, liên quan đến xử phạt. Thì đó là một số các nội dung trình bày với các bạn trong cái phần thứ năm là đặc trưng và ý nghĩa. Thì từ cái đặc trưng này thì chúng ta giải thích được cho cái công việc hành chính tại sao nó lại khó khăn, nó lại phức tạp, nó lại đôi khi nó làm phiền hà đến chúng ta. Có bạn nào đặt câu hỏi cho vấn đề này không ạ? Nếu không có câu hỏi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung thứ hai trong cái phần đặc trưng ý nghĩa, đó là ý nghĩa của cái công tác hành chính văn phòng. Trong mỗi một đơn vị, công tác hành chính văn phòng nếu được tổ chức tốt sẽ tạo một tiền đề cho sự phát triển của đơn vị. Chúng ta gọi là tiền đề là bởi vì các yếu tố về hành chính nó không phải là mang lại hiệu quả tức thì và hiệu quả trực tiếp cho các hoạt động, mà phần lớn là nó tạo ra những cái cơ chế, tạo ra những cái cách thức, tạo ra cái sự hỗ trợ để giúp cho công việc chúng ta trở nên hiệu quả. Thông qua gì? Thông qua cái việc cung cấp thông tin và dịch vụ một cách hợp lý và chính xác, giúp cho chúng ta có cơ sở để đưa ra các quyết định sao cho nó hợp lý. Và những quyết định hợp lý đó sẽ giúp cho gì ạ? Cho cái việc hoàn thành công việc của chúng ta theo đúng các mục tiêu đã đề ra. Lấy một ví dụ cụ thể, như nếu chúng ta có một chính sách về thu hút đầu tư, có khả năng thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư, thì đó là một điều tốt, nhưng sẽ phải tốt hơn ở cái việc là người ta có thể hiện thực hóa được các hoạt động đầu tư đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu như các nhà đầu tư cảm thấy là các chính sách hấp dẫn, nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì phải gặp phải các thủ tục rắc rối phiền hà, không có khả năng để hoàn thành dự án. Ví dụ như là thủ tục cấp giấy phép, thủ tục giải tỏa mặt bằng, rồi là các cái thủ tục khác để đưa cái hoạt động của chúng ta, đưa các cái dự án chúng ta vào hoạt động. Nếu giả sử như các cái thủ tục hành chính trở thành một rào cản và làm cho các nhà đầu tư không thể thực hiện được các dự án, thì có nghĩa là mục tiêu về phát triển kinh tế của chúng ta bị ảnh hưởng. Bởi vậy cho nên là các thủ tục hành chính trong thực tế là nó gì ạ? Nó tạo một cái sự hỗ trợ cho cái việc thực hiện các cái mục tiêu sao cho nó hoàn thành một cách hiệu quả nhất. Lấy một ví dụ thứ hai, ví dụ chúng ta có hàng hóa để xuất khẩu, chúng ta có hợp đồng để xuất khẩu, nhưng nếu các thủ tục về thông quan để xuất khẩu khó khăn, trong vấn đề kiểm định, trong vấn đề cấp các loại giấy chứng nhận, trong vấn đề là làm các thủ tục để bàn giao hàng hóa, thì nó sẽ làm cho chúng ta hoặc là phải tốn kém thêm chi phí, hoặc là mất thêm thời gian, và thậm chí là có đôi khi là thủ tục hành chính rườm rà và chúng ta không thể xuất hàng đúng theo thời hạn, và thậm chí là không thể xuất hàng được, thì nó sẽ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, và thiệt hại cho doanh nghiệp thì cũng đồng nghĩa với là thiệt hại cho cả quốc gia. Thì đấy là cái yếu tố thứ nhất, là công việc hành chính thuận lợi sẽ là tạo điều kiện để hỗ trợ cho hoạt động chính trở nên hiệu quả. Cái lợi ích thứ hai là bản thân công việc hành chính nó cũng sẽ làm cho cái hiệu quả của công việc này tăng lên. Nếu chúng ta tổ chức một hệ thống hiệu quả thì chi phí cho các hoạt động hành chính nó giảm đi, và nếu chi phí hoạt động hành chính giảm đi thì nó tạo điều kiện cho hoạt động của chúng ta phát triển ngày càng tốt hơn. Ta lấy ví dụ như chúng ta thường nói hiện nay Việt Nam chúng ta đang có một bộ máy hành chính khá cồng kềnh. Có nghĩa là gì ạ? Là gồm có nhiều bộ ban ngành, gồm có nhiều tầng nấc, gồm có nhiều bộ phận trong bộ máy hành chính, và có cái số lượng người tham dự trong công việc hành chính là rất là cao so với lại khá nhiều quốc gia, và điều đó nó tạo nên một gánh nặng hành chính cho quốc gia của chúng ta. Chúng ta lấy ví dụ về mặt số lượng nhỉ? Thầy xin hỏi một câu hỏi là có bạn nào biết là Việt Nam chúng ta có bao nhiêu tỉnh thành và quốc gia cận kề chúng ta, ông lớn trong thế giới đấy là Trung Quốc. Trung Quốc có bao nhiêu tỉnh và thành phố? Việt Nam chúng ta có bao nhiêu tỉnh và thành phố? Câu hỏi này là câu hỏi được tính điểm. Bạn nào phát biểu đúng thì sẽ được ghi nhận. Xin mời. 30 giây cho câu hỏi này. Bạn nào
Phát biểu thì giơ tay ạ. À? Alo, câu hỏi là bạn nào biết Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành và quốc gia cận kề chúng ta là Trung Quốc có bao nhiêu tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương? Và bạn có nhận xét gì về cái số liệu này? Trung Quốc diện tích lãnh thổ hơn 7 triệu 8 à, 50 nghìn 500 nghìn km vuông. Tức là gấp chúng ta đến gần 30 lần. 26 lần. Dân số 1,5 tỷ so với lại 16 triệu của Việt Nam, tức là gấp 16 lần. Bạn Lê Quốc Huy, xin mời Quốc Huy ạ. Dạ thưa thầy, Việt Nam thì có 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương và trong đó có 53 tỉnh và 5 thành phố. Còn về Trung Quốc thì có 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 đô thị trực thuộc. Và có 2 khu hành chính là Hồng Kông và Macau. Vâng, như vậy thì tổng của Trung Quốc là bao nhiêu ạ? Chúng ta không nói đến Hồng Kông và Macau đi. Vậy là 20, 22 tỉnh thôi. 22 tỉnh, 4 thành phố. Dạ, 4 đô thị trực thuộc và 5 khu tự trị. 5 khu tự trị, vâng, 9, 22 là 31 ạ. Dạ. Như vậy là 33, 30, 31 đầu mối. So với Việt Nam chúng ta, con số này cũng có thể là chưa chính xác, nhưng nhìn chung thì Trung Quốc có số tỉnh và thành phố ít hơn Việt Nam. Và con số đó là vào khoảng gần bằng một nửa của Việt Nam. Bạn có nhận xét gì về cái số liệu này ạ? Em chỉ thấy hơi thắc mắc là tại vì diện tích của Trung Quốc khá là rộng, nhưng mà nó rộng, rất là rộng so với Việt Nam, nhưng mà cái số tỉnh của nó thì nó chỉ bằng một nửa, trong khi Việt Nam so với Trung Quốc thì nhỏ mà số tỉnh lại to. Thì cái này là em không biết là chia nhỏ ra để dễ quản lý hay là có cái mục đích nào không. Vâng. Bạn thấy là kinh tế Trung Quốc phát triển hơn hay là Việt Nam phát triển hơn? Dạ, Trung Quốc phát triển hơn. À, Trung Quốc phát triển. Như vậy thì cái địa giới hành chính của các tỉnh lớn hay nhỏ nó cũng không quyết định đến cái việc là quản lý tốt hay không, đúng không ạ? Và nó có thể giúp cho hệ thống hành chính, hệ thống kinh tế quốc gia phát triển hay không. Trung Quốc có số tỉnh ít hơn nhưng mà kinh tế vẫn phát triển hơn. Chúng ta bảo là chia nhỏ quốc, chia nhỏ địa giới hành chính ra để quản lý cho nó tiện lợi hơn, để thúc đẩy sự phát triển. Nhưng mà rõ ràng thì sự thúc đẩy phát triển của chúng ta cũng không tốt bằng Trung Quốc. Nếu nhìn dưới góc độ như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái hệ thống hành chính của chúng ta rõ ràng là có thể đang có vấn đề. Và việc này lại còn có nhiều vấn đề hơn nữa, là bởi vì có rất nhiều người nói rằng là với cái việc chia địa giới hành chính nhỏ như hiện nay, nó đang thực sự trở thành một gánh nặng đối với ngân sách quốc gia. Và quan trọng hơn nữa là nó đang làm cho cái nguồn lực của chúng ta không được phát huy một cách có hiệu quả. Là vì khi các tỉnh quá nhỏ, chúng ta phải chi ra cái bộ nuôi cái bộ máy hành chính lớn, nhưng mà nó lại không tạo ra được một cái giá trị cho nó tương ứng với lại cái chi phí đó. Và cái việc chia nhỏ các địa giới hành chính nó sẽ làm cho chúng ta đầu tư một cách lãng phí cho trụ sở của các cơ quan hành chính, rồi các chi phí cho cơ quan hành chính, và cơ quan quan trọng nhất là không tạo ra được một cái hệ thống, các cơ sở hạ tầng đủ mạnh hỗ trợ liên kết lẫn nhau, và nó sẽ dễ làm cho cái hiệu quả chung là không cao. Ví dụ như là tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh cũng là hai tỉnh nhưng mà nó rất là gần nhau ấy, thế nhưng mà Nghệ An có một cái sân bay rất là lớn, Hà Tĩnh bây giờ cũng muốn làm một sân bay, mà hai sân bay này chỉ cách nhau, dự kiến là nếu mà làm thì nó chỉ cách nhau vào khoảng cỡ 55 km.
55 km nếu di chuyển bằng bằng ô tô thì nó chỉ mất vào khoảng cỡ hơn 1 tiếng đồng hồ. Vậy nhưng vì là hai tỉnh cho nên là người ta lại có xu hướng muốn làm thêm một cái sân bay nữa ở tỉnh mới cạnh bên đó. Cái việc này người ta gọi là gì ạ? Là tính hiệu quả không cao. Rồi là mỗi một tỉnh thì đưa ra một cái chế độ chính sách về thu hút đầu tư và nó cạnh tranh với nhau một cách gì ạ? Một cách không lành mạnh. Gọi là đầu tư theo phong trào, vân vân. Nó sẽ giúp cho nó sẽ làm cho cái tính hiệu quả nó không cao. Nhìn sang Trung Quốc thì chúng ta thấy là cái số tỉnh của Việt Nam là quá lớn. Nếu theo quy mô dân số của Trung Quốc, Việt Nam chỉ cần tầm vào khoảng cỡ 3 đến 4 tỉnh. Nếu chia theo diện tích lãnh thổ thì chúng ta chỉ khoảng cỡ 2 tỉnh so với Trung Quốc. Tuy nhiên chúng ta không so sánh một cách khập khiễng kiểu như vậy. Là bởi vì sao? Ở Việt Nam chúng ta có một cái lịch sử hơn gần 100 năm đô hộ của Pháp, và người Pháp thì có xu hướng là chia nhỏ các cái địa phương để dễ cai quản và dễ thống trị. Bởi vì ra khỏi một địa phương là mọi việc nó trở nên khó khăn hơn. Và thực tế thì ngay cả cái quốc gia là nước Pháp thì địa giới hành chính các tỉnh của Pháp cũng là một trong những quốc gia mà có địa giới hành chính của tỉnh nhỏ. Và điều đó nó di chuyển sang Việt Nam. Sang Việt Nam chúng ta thì lại là chế độ thuộc địa, và chế độ thuộc địa thì họ lại càng chia nhỏ hơn để dễ bề cai trị. Và điều đó nó để lại một cái diện đặc tính về văn hóa truyền thống của chúng ta trong cái việc là cái ý thức địa phương chủ nghĩa nó cao lên, và nó sẽ làm cho cái việc mà sáp nhập hành chính của chúng ta gặp rất nhiều rắc rối. Năm 1976 chúng ta đã có chủ trương sáp nhập 2 đến 3 tỉnh là một. Và thời đó Việt Nam chúng ta có chưa đầy 30 tỉnh trong tỉnh. Nhưng vì những yếu tố về địa phương chủ nghĩa cho nên là đến hiện nay chúng ta lại có số lượng là 63 tỉnh thành. Như vậy chúng ta sẽ thấy 63 tỉnh thành thì sẽ có 63 bộ máy hành chính cấp tỉnh. Sẽ có 106 lãnh đạo của các địa phương, đứng đầu các địa phương là chủ tịch và bí thư. Nếu xuống đến cấp huyện và cấp xã với quy mô hành chính nhỏ thì chúng ta sẽ thấy là số lượng về cấp quản lý là khổng lồ, và nó thực sự đang tạo nên một gánh nặng về chi phí hành chính cho chúng ta đấy. Năm 2020, lần đầu tiên sau hơn 40 năm, chúng ta đang thực hiện chủ trương sáp nhập hành chính. Và phần đầu tiên mà chúng ta đang làm đó là sáp nhập hành chính cấp cấp xã, phường. Và tổng kết trong suốt cái quá trình năm 2020 thì chúng ta cũng mới chỉ sáp nhập được hơn 30 xã phường trên trên quốc gia, trên cả tỉnh đấy. Một tiến bộ hơn đó là chúng ta sáp nhập các cơ quan hành chính thuộc khối nhà nước bằng việc sáp nhập các sở ban ngành hoặc là các cái cục ở các tỉnh hoặc là trong các bộ, và chúng ta cũng đang giảm được hàng trăm đầu mối từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính và các sở cũng như là một số các bộ khác. Thống kê lại thì chúng ta cũng giảm đi được hàng ngàn chức danh đứng đầu ở các xã, phường cho đến là các cục, các chi cục, các vụ thuộc cơ quan quản lý của nhà nước. Điều đó nó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta đã tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đồng chi phí cho hành chính, chi phí cho hành chính. Thì đây là một cái ý nghĩa rất lớn trong cái việc là tổ chức tốt bộ máy hành chính, tổ chức tốt công việc hành chính, nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được chi phí trong vận hành hệ thống. Và cái quan trọng hơn là mặc dù chúng ta đã giảm đi các đầu mối, giảm đi cái số lượng các cái đơn vị phục vụ cũng như là nhân lực trong hệ thống, nhưng hệ thống của chúng ta vẫn đáp ứng đủ các nhu cầu cho sự phát triển, và quan trọng hơn nữa là nó còn thúc đẩy cho sự phát triển của chúng ta tốt hơn. Vì vậy cái ý nghĩa rất lớn của công việc hành chính là chúng ta sẽ làm cho cái hệ thống của chúng ta trở nên thông thoáng, trở nên hiệu quả.
và nhờ vào việc tiết kiệm được các chi phí như vậy và tạo ra cái sự hiệu quả trong hoạt động về hành chính, nó sẽ giúp cho cái sự phát triển của chúng ta tốt tốt hơn. Đó là cái lợi ích thứ hai. Và cái lợi ích thứ ba là nếu chúng ta làm tốt về công tác hành chính thì chúng ta sẽ tạo ra được gì ạ? Uy tín trước khách hàng, trước các đối tượng hữu quan, và nó sẽ làm cho gì ạ? Làm cho cái vị thế vai trò của chúng ta được ghi nhận, chúng ta sẽ có thêm nhiều khách hàng, chúng ta sẽ có thêm nhiều mối quan hệ để giúp cho hệ thống của chúng ta phát triển tốt hơn. Thì đó là những lợi ích mà làm tốt cái công việc hành chính văn phòng nó sẽ mang lại cho tổ chức chúng ta. Về phần này có bạn nào đặt câu hỏi hoặc là có ý kiến bổ sung gì không ạ? Xin mời các bạn. Có ai có ý kiến gì xin mời, hoặc là muốn thắc mắc hoặc là muốn giải đáp. À, nếu không có ý kiến thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung cuối cùng của cái chương này. Đó là các cái nhân tố ảnh hưởng đến công việc hành chính văn phòng. Khi nói đến các yếu tố ảnh hưởng đến công việc hành chính văn phòng thì chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các yếu tố bên trong và nhóm thứ hai là các yếu tố bên ngoài. Về các yếu tố bên trong thì chúng ta nói đến là cơ cấu tổ chức, các quy định, quy mô cũng như là nhân sự và thiết bị. Đầu tiên chúng ta nói đến cơ cấu tổ chức. Và theo đó, nếu như cơ cấu của chúng ta, tổ chức của chúng ta nó có nhiều bộ phận, nó có nhiều tầng lớp thì công việc hành chính của chúng ta sẽ nhiều lên. Vì có nhiều bộ phận chúng ta phải tăng cường cái sự phối hợp, có nhiều tầng lớp chúng ta cũng phải gia tăng các hoạt động liên quan đến báo cáo, liên quan đến các quy định, liên quan đến thống kê. Và như vậy cơ cấu tổ chức, cách thức tổ chức nó sẽ làm cho cái công tác hành chính của chúng ta nhiều hay là ít ạ. Cái nguyên nhân thứ hai là các quy định mang tính hành chính của đơn vị. Ngoài những quy định chung của nhà nước và của cấp trên thì chúng ta còn có khả năng đưa ra những quy định riêng. Những quy định riêng theo luật pháp cho phép chính là những cái yếu tố làm cho công tác hành chính chúng ta có thể đơn giản, phức tạp. Chúng ta lấy ví dụ như nếu một đơn vị mà ban hành quy định là mỗi tuần thì cấp dưới sẽ phải làm báo cáo tình hình lên cấp trên. Thì như vậy mỗi một tháng chúng ta phải làm 4 báo cáo, và mỗi một năm như vậy chúng ta phải làm đến gần 50 cái báo cáo. Còn nếu chúng ta quy định là một tháng làm một lần thì chúng ta mỗi một năm chỉ cần làm đến 12 báo cáo. Và nếu giả sử như quy định là mỗi quý làm một báo cáo thì mỗi năm chúng ta chỉ làm 4 báo cáo. Như vậy con số mỗi một tháng làm 4 báo cáo so với việc chúng ta phải làm hàng tuần là 48 báo cáo thì chúng ta đang có một cái hiệu quả công việc rõ ràng đấy. Khối lượng công việc nếu làm hàng tuần thì sẽ nhiều hơn là làm hàng quý ấy. Và đó là chúng ta nói đến các quy định mang tính hành chính. Cái yếu tố thứ ba là quy mô, tính chất và địa bàn hoạt động. Theo đó quy mô càng lớn, tính chất càng phức tạp và địa bàn hoạt động càng rộng thì công việc hành chính sẽ càng nhiều và ngược lại. Lấy ví dụ công việc của một trường đại học sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với một trường phổ thông. Bởi vậy một trường đại học có quy mô 2.000 sinh viên thì công việc cũng sẽ nhiều hơn là một trường phổ thông có quy mô 2.000 sinh viên. Trường đại học thì nó khác bệnh viện, bởi vậy cho nên là khối lượng công việc của trường đại học có quy mô 500 cán bộ công nhân viên nó sẽ khác với một cái bệnh viện có quy mô 500 người. Và nếu địa bàn của chúng ta càng rộng bao nhiêu thì hoạt động hành chính sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Bởi vì nếu chúng ta đầu tư ra nước ngoài, đầu tư ra thì cả thế giới thì cái công việc về báo cáo, công việc về kiểm soát nó sẽ gia tăng. Rồi việc đi lại, việc hội họp nó cũng sẽ khó khăn và phức tạp hơn. Bởi vậy cho nên là khi mà khối lượng công việc tăng lên, khi mà tính chất phức tạp tăng lên, khi mà địa bàn rộng hơn thì có nghĩa là chúng ta cũng phải đầu tư nhiều hơn cho công tác hành chính. Và ngược lại,
nếu mà quy mô thu hẹp, nếu mà tính chất đơn giản, nếu mà cái phạm vi thu hẹp thì công việc hành chính cũng giảm đi và chúng ta sẽ giảm bớt các chi phí về công việc hành chính. Và cuối cùng thì nó phụ thuộc vào nhân sự và hệ thống trang bị của chúng ta. Nếu chúng ta có hệ thống trang bị hiện đại, có đội ngũ nhân viên làm việc tốt thì công việc hành chính sẽ gọn gàng hơn, sẽ hiệu quả hơn, sẽ ít hơn. Vì chúng ta làm đến đâu đúng đến đó và chúng ta cũng tích hợp được nhiều yếu tố để làm công việc nó trở nên hiệu quả. Ngược lại, nhân sự chúng ta kém, trang bị chúng ta kém thì công việc sẽ phải tăng lên. Lấy ví dụ, nếu nhân sự kém thì chất lượng về công việc nó kém, làm có thể bị sai, sai phải sửa, sẽ tốn thêm nhiều thời gian, nhiều chi phí. Năng lực kém thì cũng có nghĩa là cái hiệu suất công việc kém hơn. Bởi vậy cho nên là công việc thay vì 3 người làm thì sẽ phải là 4 người làm. Ở chiều thứ hai thì nếu chúng ta có nhiều trang thiết bị hiện đại, chúng ta sẽ có thể tự động hóa được một số công việc hoặc chúng ta có thể rút ngắn thời gian để xử lý công việc. Nó sẽ làm cho cái tính công việc hiệu quả hơn. Bởi vậy cho nên là công việc nó cũng sẽ đơn giản hơn. Và ngược lại, nếu chúng ta không có các công cụ hỗ trợ thì chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian, mất nhiều tiền bạc hơn. Đấy là những cái yếu tố xét về bên trong. Và nếu như vậy thì chúng ta thấy là các yếu tố bên trong của một tổ chức cũng là có rất nhiều nguyên nhân để làm cho công việc hành chính của chúng ta trở nên rối rắm phức tạp hay là đơn giản. Cái điều thứ hai, cái nhóm nguyên nhân thứ hai là nhóm nguyên nhân từ bên ngoài. Nhóm nguyên nhân bên ngoài nó hoàn toàn phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là các quy định của cấp trên, hay còn gọi là yếu tố bất khả kháng về mặt luật pháp. Chính phủ cấp trên cũng như là cái yếu tố mà nó bên ngoài chúng ta thì nó sẽ tác động lên chúng ta và chúng ta sẽ phải cố gắng để thích ứng. Có nghĩa là gì ạ? Nếu chính phủ hoặc cấp trên yêu cầu chúng ta tăng thêm các cái thủ tục thì công việc của chúng ta sẽ tăng thêm. Nếu người ta yêu cầu ban hành các quy định mà nó giảm đi các thủ tục thì công việc của chúng ta sẽ cũng ít đi. Nếu ban hành các quy trình đơn giản thì công việc của chúng ta sẽ hiệu quả hơn. Nếu ban hành các quy định mà nó rối rắm phức tạp sẽ làm cho công việc chúng ta trở nên khó khăn. Và như vậy, các yếu tố bên ngoài là các yếu tố mà chúng ta không thể chi phối được và chúng ta phải cố gắng thích ứng. Gần như là chúng ta sẽ phải bắt buộc thực hiện. Và như vậy, công việc hành chính nó phụ thuộc vào các quy định của cấp trên, của chính phủ, của chính phủ. Cho đến khi nào mà cấp trên hoặc chính phủ thay đổi thì công việc của chúng ta cũng sẽ thay đổi theo. Còn nếu không thì chúng ta phải làm theo các quy định của cấp trên. Lấy ví dụ như trước đây, để thành lập công ty chúng ta phải làm rất nhiều thủ tục, nhưng bây giờ theo quy định của chính phủ thì việc thành lập các công ty sẽ đơn giản hơn rất nhiều, giảm bớt các thủ tục, cắt ngắn về thời gian, và điều đó làm cho cái công tác thành lập công ty nó trở nên thuận lợi hơn, thuận lợi. Hoặc giả như là chúng ta có nhiều biện pháp để có thể tiết kiệm các cái chi phí về thủ tục hành chính, và nó làm cho công việc của chúng ta trở nên đơn giản. Và cái này hoàn toàn phụ thuộc vào cái quy định của cấp trên, của các cái cơ quan quản lý có thẩm quyền ban hành các thủ tục hành chính mà chúng ta phải thực hiện. Và thí dụ các bạn đi máy bay ở sân bay Hà Nội, sân bay Nội Bài và sân bay Thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Tân Sơn Nhất, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm thủ tục từ xa. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ check in để lấy chỗ ngồi thông qua mạng internet. Và bởi vậy cho nên là chúng ta không cần phải đến sớm, chúng ta không cần phải sắp hàng làm các thủ tục, mà chúng ta sẽ check in thông qua cái đường link ở trên điện thoại. Nhưng đối với lại các cái sân bay địa phương thì chúng ta bắt buộc phải có mặt thì chúng ta mới có thể làm các thủ tục để lên máy bay được. Và việc này thì chúng ta có dù có mong muốn là các sân bay khác cũng làm thì chúng ta cũng không thể được, là bởi vì các quy định đó chưa được cái Tổng cục Hàng không chấp nhận. Thì đó là những ví dụ cho cái việc là chúng ta phải chấp hành các quy định của
cấp trên nói chung. Thứ hai là các yếu tố bên ngoài liên quan đến cái việc hành chính nó còn phụ thuộc vào các cái áp lực của xã hội từ các tổ chức đoàn thể. Và tại sao lại nói như vậy? Là bởi vì so với trước đây thì những cái nhận thức của cộng đồng ngày càng được nâng cao, người ta quan tâm nhiều hơn đến sự hoạt động của các doanh nghiệp, và sự quan tâm này nó sẽ làm cho các cái hoạt động của chúng ta được cải tăng thêm. Ví dụ như những vấn đề liên quan đến môi trường, những vấn đề liên quan đến an toàn lao động, những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên. Trước đây thì xã hội có thể không quan tâm đến những vấn đề đó và xem đó là các vấn đề của nội bộ. Nhưng ngày nay thì những vấn đề như vậy thì được cả cộng đồng quan tâm. Một nhà máy mà làm ô nhiễm môi trường thì cộng đồng sẽ lên tiếng và đơn vị sẽ phải tham gia các hoạt động giải trình, hội họp, báo chí, và đấy là các công việc hành chính ngoài sản xuất chúng ta phải đáp ứng cho cái nhu cầu của xã hội. Hoặc giả là trong công ty thực hiện những chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên không phù hợp thì trước đây nó chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào các cái công việc của nội bộ, nhưng bây giờ thì rất có thể là cộng đồng sẽ lên tiếng trong vấn đề phản đối, lên tiếng trong cái vấn đề là yêu cầu giải trình, và bản thân của những người tham gia vào trong các cái hoạt động này có thể là bắt buộc hoặc có thể là tự nguyện, và phần lớn là tự nguyện. Và những cái công việc đó nó đòi hỏi doanh nghiệp sẽ phải tham gia vào các quá trình tổng hợp thông tin, rồi có cái bộ phận liên quan đến truyền thông để giải quyết những vấn đề liên quan đối với lại cộng đồng bên ngoài. Tất cả những công việc đó nó sẽ làm cho công việc hành chính của đơn vị nó sẽ tăng thêm những điều mà trước đây các doanh nghiệp của chúng ta không phải làm. Điều này nó sẽ làm tăng chi phí cho các hoạt động của tổ chức, và đây là một xu hướng mà chúng ta cũng phải gì ạ, cũng phải chấp nhận. Chúng ta có muốn đơn giản cũng không đơn giản được, là bởi vì chúng ta sẽ phải chấp hành các quy định của hệ thống nhà nước, và cơ bản nhất là chúng ta cũng phải gì ạ, làm công tác truyền thông tốt để gì ạ, tạo ra được một hình ảnh tốt trước xã hội. Thì đấy là những yếu tố nó ảnh hưởng đến công việc hành chính, và bản thân của các nhà quản trị thì trong quá trình mà tồn tại phát triển của tổ chức thì cũng phải quan tâm đến những vấn đề này, để chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ, là rất nhiều các quy định hành chính của chúng ta thuộc phạm vi của chúng ta có thể thay đổi để làm cho công tác hành chính của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Chúng ta cũng phải quan tâm đến các quy định của nhà nước, của xã hội, các cái mối quan tâm của xã hội để chúng ta giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng, để làm cho gì ạ, làm cho cái hình ảnh của chúng ta và cái hiệu quả của tổ chức chúng ta ngày càng được tốt hơn. Thì đó là toàn bộ những cái nội dung kiến thức liên quan đến cái chương 1, chương về tổng quan về công tác quản trị hành chính văn phòng xin giới thiệu với các bạn. Và đến phần này thì chúng ta sẽ kết thúc toàn bộ cái hoạt động của chương 1 ở đây. Trước khi chúng ta kết thúc thì xin mời có bạn nào có ý kiến gì thì chúng ta